Chào các bạn, chính phủ vừa công bố chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022 Trong đó có những chỉ tiêu chúng ta quan tâm Thứ nhất là CPI của chúng ta năm nay tăng đến 8,02% Tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay Thứ hai là CPI tăng 3,15% Dưới 4% mục tiêu quốc hội đề ra Thứ ba là xuất nhập khảo năm nay đạt 732,5 tỷ đô la, Tăng 9,5% so với năm 2021 Tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 16% Một con số cũng khá là tốt nhờ nới râm tín dụng Tháng 12 vừa qua Mặc dù Những chỉ tiêu kinh tế xã hội của chúng ta đều tốt như vậy Nhưng vì sao thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản của chúng ta vẫn đang ngập lại Không có cắt cánh lấy được Là vì dòng tiền không đi vào được hai lĩnh vực này thì bây giờ lãi suất của chúng ta đang rất là cao và ngân hàng đã siết cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và chứng khoán cho dù tín dụng có tăng đi chăng nữa nhưng mà tiền không vào thì hai lĩnh vực này vẫn đang gặp lạng không ngáp đào lên được các bạn luôn luôn theo dõi chính sách điều hành lãi suất tín dụng của nhà nước mà đưa ra những quyết định đầu tư của mình xin chào các bạn